Em dạ. đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của tôi một thời gian đi, rồi em mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Hả? Tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không được ăn mày ơi. Tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. À. Em chỉ kêu là dạ thì cài cho tao đi. Đi chị. Dạ. Cái đứng thấy em quay ra cười một cái trời em nói. Là sáng, nhưng mà về sau này mới thú nhận nha em. Kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì? Kêu là sao chồng? Thấy chân dài quá mình kêu không biết là con trai hay con gái. Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau hay là vợ em phải nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Ừ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn dạ. đóng phim dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp dạ. cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Anh thấy đội của em. Đội đội của em nha. Vâng ạ. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em dạ. đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạn em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi. Tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là dạ thì cài cho tao đi. Đi chị. Dạ. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó. Em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt, thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Chắc đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được dạ. cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Bởi vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Và à vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy, tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè, dạ. mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái trời, em nói Đã sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận nha em. Kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì? Kêu là sao chồng? Thấy chân dài quá mình kêu không biết là con trai hay con gái. Nghi. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy, em đẹp cao quá rồi sợ. Kêu có khi nào là người chuyển giới không? Cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích Đài Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi hơi nói chuyện hơi hơi kiểu cách, xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á,
lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi, xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không, cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái em kêu thì em thấy giống giống vậy đó, cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi, cái xong qua ngày hôm sau cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha, anh nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó, thì là ngày đầu tiên là anh lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi nói thử đi Sơn, mày chuyển nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ hả? Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn, thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau, sau cái buổi hẹn đầu tiên đó yêu bao liền không nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Là tụi nó nghe nè, ảnh có đưa em về nhà ở ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đó. Đúng rồi. Bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kính dạ, kẻ. Nói chung là kiểu cũng sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở kiểu dạng vậy, hay là rách rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kín đáo kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Thế xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại luôn. Tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền, rồi lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy, ta thì rất là ngoan, hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ, có ý kiến gì không? Dạ, có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên Linh thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốc hoảng xíu đó. Nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ, bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là các em Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đó về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm á. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Câu hỏi đây là tính quen đến tốt. Ta đang hỏi tật xấu thì cứ khen tật xấu. Không có kể tật
Tật mà tốt á. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ảnh á. Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, nếu mình nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Cầm ràm. Dạ. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó. Đó. Tại sao? Tại vì tập xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi, mê đá banh hơn mê vợ. Không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, chơi trời, đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ vậy mệt. Mê. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu nha. Thôi bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời ơi, nhiều khi cũng muốn giận lắm á chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, em nói với chồng em kêu là trời ơi, vợ không thích tặng hoa vậy đâu. Tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó. Thôi nếu mà ông tặng vậy thôi, thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua, kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng, kiểu như vậy. Đi ra mua đúng một bông thì ăn trời ơi, dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á, dạ, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ, gì đúng không? Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hòa với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em cứ sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái rồi hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận về luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà cứ ngưỡng những cái ăn ra, cái tự bà hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ giờ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó, tay nè, tay ra cám này đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm ràng. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi, đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn nữa đi em. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng đúng không? Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang.
Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp. Có. Rồi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang, thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Rồi sáng đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Điều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ làm cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đến cuối đời mà lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay hay. Rồi, bây giờ với em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, tức là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá. Nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như cận tại đây nè. Kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã. Rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ, rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ thật sự. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Dạ đây nè. Dạ hơi căng thẳng. Hơi à. Hơi căng thẳng hả? Đừng nữa căng. Quý vị cho chàng có tay để cho cô vô bớt căng. Rồi bây giờ để cho bớt căng thẳng, nhường em là người đầu tiên giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thư Ngọc Huỳnh, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm kế toán. Em là Lâm Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, hiện nay là nhân viên. Quyền gặp Quỳnh khi nào và Quỳnh gặp Quyền khi nào? Khi nào mà Quỳnh với Quyền gặp nhau? Hai đứa tụi em thì gặp nhau năm 2008, tình cờ một đứa bạn của em nó rủ em đi uống cà phê, nói là bạn gái của nó có một người rất là dễ thương giới thiệu cho em. Thì lần đầu tiên gặp cô ấy thì dễ thương, vui vẻ. Ấn tượng ban đầu của em về anh này thì đẹp trai, cao to, nhìn cũng phong độ, nhìn rất là có duyên. Nhưng mà nhìn cái xe của ảnh thì giống như xe đua vậy, thì em cảm thấy là có ấn tượng xấu rồi, ghét. Rồi sao? Rồi đi chơi với nhau bao lâu thì cảm thấy là... Đi qua tới 2-3 tuần sau, tự nhiên cô ấy gọi nó Quỳnh ơi xuống cho Quỳnh đi chơi. Tự nhiên có người phụ nữ rủ mình đi chơi thì vui. Mà sao lúc đó Quỳnh lại gọi cho Quyền là chở đi chơi? Ban đầu gặp thì thấy cũng phong độ, thì thấy cũng thích thì gọi điện rủ đi chơi thôi chứ chưa có ý định hay chưa có tình cảm gì hết. Dạ. Rồi đến khi nào có một chút xíu ý định? Cỡ một tuần sau tự nhiên thấy thích cô ấy, làm quen cô ấy luôn đi còn sao. Tuần nào em cũng xuống chở đi chơi tới một ngày nào đó thì tự nhiên cô nói chia tay. Cái gì vậy? Ủa, nhưng mà đã yêu nhau đó là bao lâu mà? Đúng không? Cái đó là chưa có yêu, nó gọi là mới quen thôi. Xong nhưng mà em là thích cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy nói thôi còn đi học để từ từ tính. Đó cũng còn học lớp 11, em cũng muốn là tiếp tục công việc học cho nó xong, có công việc ổn định rồi mới tiếp tục quen. Nhưng mà cái đó cũng là một phần lý do thôi. Tại vì em thấy anh này cô ấy nghe lời bạn của cô ấy nên bỏ em. Nhưng mà quen bao lâu thì là xảy ra chuyện đó cưng? Dạ thì quen khoảng 3 tháng thôi. Nói nghe nè, nói chia tay với Quyền á, rồi là Quỳnh có một cái ý định gì với một cái người khác không? Sau khi chia tay rồi thì anh này rất là lì, hầu như là tuần nào cuối tuần cũng xuống cái quán nước của mẹ em ở đầu hẻm á, ngồi đó uống nước rồi nói chuyện, nói chung là lấy lòng. Lúc đó thì chưa có biết tại sao lý do gì chia tay nên em xuống chơi, ra tới ngã ba ngõ và thấy em ngồi ngoài quán là đi vô nhà. Còn mà trường hợp mà gặp bất đắc dĩ thì mặt nói mặt thì không mắc giống như là đau kiếm nữa. Vậy hả? Không có quan tâm tới. Chia tay rồi em ghét anh này lắm, nhìn mặt mà không mưa. Nhưng mà em biết lý do tại sao mà Quỳnh chia tay em không? Em thì nghĩ lý do chuyện bạn nghe lời bạn, nghe lời bạn bè bạn nào. Không phải bạn nghe lời bạn bè, ý định cá nhân thôi. Không phải, bữa nay phải hai mặt một lời đi. Hai mặt một lời nói cho nó rõ luôn. Dạ thì mới có 17, 18 thôi mà quen
quen vậy rồi sẽ sao nhãng chuyện học hành, với lại anh này thì cũng lười học, ham chơi nữa, em cũng muốn là khuyên anh này học hành. Nhưng rồi mà trong cái thời gian quen nhau là em chăm lại, em học lại rồi. Mà chăm lại hả? Nghĩa là từ vậy sao vẫn để cho cổ đòi chia tay mình? Em không biết lý do chứ. Nói thì bây giờ bữa nay nói lý do đi. Tại vì anh này chưa bỏ cái chiếc xe đó, còn thấy còn đi đua xe. Thấy chưa? Chia tay bao lâu? Khoảng 2 năm và tụi em bắt đầu quen lại. Lúc đó là Mạnh Mai có bồ à? Thì lúc đó thì em cũng có quen 2-3 đứa. Nhưng mà hình bóng của quả thì để trong trái tim em rồi. Sao nó yêu em mà quen rồi thì quen để chở đi chơi, để nói chuyện lúc buồn. Chứ đâu có cảm giác gì. Hiểu. Tội, tội nghiệp đúng không? Chứ giờ bạn đồng trang lứa người ta có người ta chở sau lưng xe mà xe mình nẹt vô ngon lành, tự nhiên không có ai ngồi thì cũng kỳ. Đúng rồi. Sao không vùi đầu vô chuyện học đi cho nó hết thời gian? Tự nhiên đang thương bà quá, tự nhiên bà nói một cái nản, không muốn học luôn. Không vô. Không phải lấy lý do đó anh, thật ra tại vì anh này không muốn học. Lấy lý do là chia tay nên là bỏ học. Đâu có đó thì không quyết định không học thì ra học nghề. Nhưng mà lúc em chia tay bạn này á, thì lúc em có vùi đầu vào học hành không? Dạ thì vừa học vừa chơi, thư giãn thì cũng có quen thêm mấy anh. Dạ. hai anh thì cũng đâu có nhiều. Cái này 3-4 thì cái này là 2-3 thì quen với mức độ là bạn bè thôi, thì cũng chia sẻ đi ăn đi chơi cà phê thôi. Nhưng mà trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh của anh này. Trong đầu thì chưa có hình ảnh anh này, tại vì em nghĩ anh này là anh còn ham chơi còn nhỏ, em thì muốn quen cái người lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho mình. Vậy là lúc mà em biết bạn mình nó có người yêu khác á, thì lúc đó cái tâm trạng em sao? Em không có biết, tới cái lúc biết là vô cái ngày mà em rủ bà đi chơi á, tự nhiên đang ngồi ăn nhưng có cuộc gọi thoại, hay bà đi về gấp thì em cũng trở về, làm đi vòng vòng chơi, vô tình bắt gặp, leo lên xe người khác nữa đi nữa. Lúc đó nóng quá, tức quá rồi, nhưng mà ráng kiềm chế, coi chừng nào mới đi về. Nó cũng cỡ một tiếng sau thấy đi về, thì lúc đó em chạy nhà bắt đầu gọi thoại. Việc này cũng là một cái sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn của em thôi. Là em xếp lịch nhưng mà nó cận quá. Nên là khi mà đi đẩy lịch đúng không? Dạ đi ăn với anh ấy về, đang đi ăn á thì anh này gọi điện, anh này nói là tí nữa anh đi làm về anh sẽ ghé. Rồi em đầu trở về em nói là mẹ em có việc kêu về, thì em nghĩ là anh này đi về nên em không để ý. Xong rồi đi ăn khuya với anh kia rồi về. Xong rồi về vô nhà chuẩn bị ngủ rồi nhận được tin nhắn của anh này, nói là hồi nãy Quyền thấy rồi. Xong cái em mới cũng giả ngơ là nói thấy gì, thấy Quỳnh đi chung với lại cái anh nào đó. Thì em nói rồi xong rồi kỳ này là tiêu rồi. Xong rồi lúc đó thì em gọi luôn bây giờ, nói thôi bây giờ giờ sao Quỳnh, một giờ một chồng một trong hai thì theo nhau 2-3 năm rồi, bây giờ không được nữa thôi thôi luôn. Quỳnh trả lời sao? Trong thời gian quen thì cũng có nhiều cái vui buồn. Thì em chỉ nhớ nhất là cái lần em bị bệnh cả tháng á, thì chồng em á ngày nào đi làm về cũng chở em đi bác sĩ chích thuốc. Đó thì em nghĩ đến cái sự chăm sóc và cái sự theo đuổi 2 năm trời rất là kiên trì. Dạ kiên trì. So với anh kia thì anh kia cũng quá nhiều tật xấu, thì cuối cùng em chọn chồng em. Đó. Lúc mà với cái anh kia kìa thì thấy anh nhiều tật xấu quá. Dạ. Cho nên quyết định chọn anh này. Rồi lấy anh này xong rồi anh này có tật xấu gì không? Trời tật xấu nhiều lắm chị ơi. Bây giờ mình để cái tật xấu nào xấu mà nhất, nó nặng đô nhất. Xấu nhất đi. Nổi trội nhất đi. Là cái tính hay ghen, rất là ghen. Ghen bừa bãi mà suy diễn. Em không ghen anh hả? Thôi tôi chỉ hỏi cái này mà. Kể cho anh ta tranh tụng đi. Ai ghen hơn? Chồng em ghen hơn. Chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu. Sao em ai cũng quen hết vậy? Em không nói chuyện với người ta sao người ta trả lời lại em, giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. Chỉ có like thôi mà đã tìm hiểu kỹ rồi đó. Thôi em đừng nghe Facebook anh nha. Vợ em ghen sao? Vợ em cũng ghen dụng Facebook. Thì em lên Facebook quen con gái nhiều. Bạn em thì em cũng chấp nhận thôi. Hỏi mấy đứa này là ai sao em không biết. Thấy gái đẹp là ép ép. Phải lắm là hoàn cảnh thôi. Hỏi tế nhị nè, chồng em mê gái không? Dạ mê chứ chị. Đàn ông mà. Đúng. Thì đàn ông mê gái. Nhưng mà em chấp nhận được cái mê gái của chồng em không? Chấp nhận được nhưng mà có sự nghiêm cặt của em. Chị thì nghĩ đơn giản lắm. Giờ cuộc đời này xung quanh mình có bao nhiêu thứ mình cần phải hưởng thụ đúng không? Dạ. Ai mà không thích cái đẹp thì cái bông đẹp cũng nhìn vậy, đúng không? Dạ. Cái đầm quen mặt đẹp mình cũng muốn nhìn vậy. Cái đầu của anh Thuận nó lạ, mình phải nhìn chứ. Đúng không? Nên cái chuyện mà anh Thuận em nói đúng á, gái đẹp có quyền nhìn. Không có lý do gì mà để mà mình cấm cản hết trơn á. Miễn là mình tin tưởng nhau, mình chỉ cần biết được rằng sau khi nhìn tất cả
con gái đẹp trên đời này có một câu kết luận vợ anh đẹp nhất, ngoài cái đó còn có cái gì xấu nữa không cơ? Tính xấu thứ hai là rất là nóng tính, lâu lâu lại lôi chuyện quá khứ ra rồi nói với cái vẻ là rất là bực bội à. Nóng lên mặt đỏ như quan công, mới bắt đầu la lớn tiếng lên câu có lại rồi hỏi giờ em muốn gì, xong rồi em mà giận em muốn gì em giận em im em không trả lời lại chọc cho anh này càng tức lên nữa. À, mỗi lần vậy có đập đồ hay đập em không? Có một lần cãi lộn hù em đưa tay lên định xử em nhưng mà em đâu vừa mặt nè ngon nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. nhào vô cái là ăn liền luôn á, kiếm được liền luôn á. Còn vợ em sao? Không chịu nấu ăn, hay đi siêu thị mua đồ đẩy tủ lạnh nhưng mà không chịu nấu hết đát rồi xong rồi đem dục. Tôi đoán là chưa có con đúng không? Dạ chưa. Phải không? Mà mai mốt có con cực nữa đó. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi gì không? Bớt ghen đi, bớt nóng tính lại, phải nói chuyện nhỏ nhẹ, đừng có quy chụp vợ. Vậy hả? Mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Bớt đi chơi một mình nữa. Em đâu có đi chơi một mình đâu, em rủ anh theo mà ảnh có công việc anh đi không được, mà em lại thích đi chơi nữa. Ai mà rủ là em phải đi cho bằng được. Em không đi, em ở nhà em có tưởng tượng là vợ em đi trong nhóm đó có con trai đi theo không? Đi chơi phải có con trai rồi, nhưng mà đi chơi thì bỏ khóa máy luôn. Em bứt lên nữa. Coi như cứ một lần đi chơi vậy là xảy ra từng đó câu chuyện đó. Dạ. Nó cho đi nhưng mà trong lòng bắt đầu suy diễn á, suy nghĩ đó, suy nghĩ đó. Đi chơi nhưng mà vợ đi thì em giận dỗi, nói là đi chơi mình này kia, giống như là mình có lỗi lắm. Nghĩa là ngoài miệng cứ đi đi, cứ đi đi, nhưng mà trong bụng là me. Dạ, đúng rồi. Vậy thôi đó hả? Rồi em ước muốn gì nữa không? Em cũng ước muốn là sang năm thì hai đứa có được đứa con. Trai hay gái? Dạ, con trai đầu lòng. Em cũng giống vợ hả? Tại bữa giờ tàn ẩm con nít hàng xóm chơi luôn mà. Dơ nặng em bé hoài nó thôi, em bây giờ mình bớt đi chơi rồi mình đẻ đi. Vậy thì chị nghĩ vậy nè, em phải rủ chồng em đi thể dục thể thao nhiều nè, nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái điều có lợi cho cả đôi bên. Thứ nhất là đạt được ước mơ là có con trai đầu lòng. Cái thứ hai trong cái quá trình đi tập thể thao chung đó. Dạ. Đó rồi tự nhiên thấy yêu nhau hơn, bớt ghen đi. Đúng không? Cái gì cũng chung nhau hết. Dạ. Về hai đứa cùng mệt nè. Dạ. Rồi xong bắt đầu là chia sẻ công việc nhà cho nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó thì là tự dưng mọi thứ nó giống như là điều mà tụi em mong muốn, cái sự thay đổi với nhau vậy đó. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai. Con tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế rồi còn con? Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con giới thiệu gì nè, đi. Con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Rồi kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Rồi tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm luôn con. Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là xe. So với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó. Thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy. Thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên bị chửi ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ đúng không?
Rồi, con, như vậy là... còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? À, con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Ừ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con ấy nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là, nó gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi người ta. Bạn này là sẽ nhớ nhưng mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Ừ. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Ừ. À. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Ừ. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, dạ, con cũng chả nhớ về ông này. Không, không có ấn tượng gì cả. Về ấn tượng. Ra con cũng bị cận nhỉ. À. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của cái bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng thì thấy yên tư không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Con đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa nhưng mà con làm bài làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái ông mà con... Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Thế là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, nhờ ảnh chụp free vậy, có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết có được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ dạ. Làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn. Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bãi để tóc dài. Tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ.
Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên. Em mệt em phải ngủ thôi. Em ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi. Em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy? Rồi xong sao nữa? Chưa, đâu xong sao nữa? Ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì, nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắn cái, là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp đó. Free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thế thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá thế là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh mỗi cây son đến ấy ạ. Kiểu thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ. Cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thứ hai cũng bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con. Thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng, cái hình chụp ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là đấy buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bãi thức đêm mãi không ăn uống. Thương quá cho nên rồi đến thì mệt rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À. Vậy thì là Long sao? Tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Rồi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Chú có em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả không có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Vâng. Có thể là anh chắc cái... anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Vâng. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Các bạn là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Thầy anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu
có lối sống lành mạnh một chút đi, bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ý cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ý như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không, hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là người là một người chơi bời. Vâng. Con... tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì không, con bạn là... bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không, không đã muốn bị nói dối ạ. Là giận là anh giấu đó. Thật. Giấu. Không nói hết. Và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe về những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không ấy, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế nào? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhìn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là hòa vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi được cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để mà cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất là đẹp dai xinh dai nhá. Mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. Đúng rồi. Dạ. À. Ôi rồi. Thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm, mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Đấy, thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc đấy con đi làm rồi. Nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng, mình đi con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhiều nhất khởi là... nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà.
thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Ừ. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Ừ. Đó. Thế có lúc vợ con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á là phụ nữ hay bị lắm. Ừ. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ừ. Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì mấy cả kiểu như là con cũng ở cáu gắt và nói chung vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám, thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có. Có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn ạ. Tại vì xuất phát nhiều là con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vì con cứ giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn. Kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, nó suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người. Bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ấy. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý, là con lại tự giấu bảo mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời ấy. Và con phải ngủ, nói. Không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Ví dụ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được. Mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm, chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á, cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi và nó tự hết. Tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được, nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ. Nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ bằng mọi cách, là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hay là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đúng đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Vâng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi. Để bây giờ cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tình lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình. Hay là em
nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải, ý là phải mua cho chị, mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ, và khi có con vẫn chơi, tới bây giờ vẫn còn mê game. Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn hạn. còn đó. Và còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu, không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi, nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con, bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh là anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác, như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè những thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con, và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Đó. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không, em phải thích cái mẫu khác đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi vui vẻ rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, bắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè, nhiếp ảnh là hai nè, diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy các anh ấy thường làm việc chung, và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người, cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Rồi anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và giữ ngọt quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy
ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Thì nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. À, biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, đúng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động, đúng chứ không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên đó. Cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi, rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy, để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha, rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không, con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì, không, con cứ để hoài, nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ con cứ để con nghe đi. Con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính đến những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ nhá. Vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cơ. Mà xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi, thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại ha. Dạ vâng.